Báo Thái Lan chỉ trích, thua cả U19 Lào thì đừng nói chuyện World Cup. Trên tờ Thai Giác Kebut bình luận bằng Park Ong lại gây bão với chỉ trích mạnh mẽ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Pháp quá mơ mộng khi tính chuyện cùng các nước khu vực đăng cai World Cup, trong khi đội nhà vừa thua cả U19 Lào. Theo bằng Park Ong, Pháp đưa ra kế hoạch đăng cai World Cup 2034 cùng các nước ASEAN nhưng chưa nhìn vào tình hình kinh tế của đất nước thực sự có đáp ứng hay không. Ngoài ra, về chuyên môn chính cho sự kiện này là chất lượng cầu thủ, việc đội U19 Thái Lan để thua cả đội yếu nhất khu vực là U19 Lào, thì liệu trong tương lai họ sẽ có đủ khả năng thi đấu ở World Cup? Tính rộng ra, bằng Park Ong cũng đánh giá, qua màn trình diễn của đội U19 Thái Lan tại giải Đông Nam Á cũng như các giải gần đây ở mọi cấp độ. Trên thực tế, trình độ của bóng đá Thái Lan vẫn chỉ quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á, chưa thể thoát ra được khu vực. Bài báo của Thái có phần khá nặng lời, tuy nhiên cần nhìn vào thực tế lứa trẻ của Việt Nam và Thái Lan ở giải lần này chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên các em còn rất trẻ, tương lai phát triển còn nhiều. Chính vì thế là một người hâm mộ chúng ta nên ủng hộ để các em phát triển hơn nữa. Trên khán đài tổng hợp tin nhanh bóng đá trong ngày.